Nạn nhân tên Nin, 22 tuổi, bị sát hại vào đêm qua. Có dấu hiệu xâm hại, toàn bộ tài sản cũng bị lấy đi. Kia là người báo án. Hiện trường là góc khuất camera. Thời điểm xảy ra vụ án vào khoảng 11 giờ đêm qua. Hiện trường không có dấu vết kéo lê thi thể. Vậy lý do nào khiến nạn nhân đến đó? Đúng như anh suy đoán, đã xác định được dấu vân tay. Xin chào, tôi là bảo vệ ca đêm. Nắm được khung giờ của nạn nhân, ngắt cầu dao dụ nạn nhân tới địa điểm gây án. Thấy hàng xóm vẫn có điện, nghĩ rằng nhà mình bị nhảy áp tô mát. Và điều tồi tệ nhất đã đến. Hung thủ chính là anh. Anh đây bị bắt. Có chồng kia. Giỏi, vào đây bắt tao. Sẵn sàng.